Theo thông tin từ tình báo Anh, Nga đang giành được nhiều lợi thế tại thị trấn Bakhmut nằm ở miền đông Ukraine. Trước các cuộc tấn công liên tiếp từ phía Nga, Ukraine đang gánh chịu những tổn thất lớn về nhân sự. Không chỉ vậy, Kiev đối diện với nguy cơ sẽ mất quyền kiểm soát hoàn toàn tại khu vực chiến lược này. Trong bối cảnh giao tranh diễn ra quyết liệt tại Bakhmut xuyên suốt vài tháng qua, lực lượng Nga hiện đã lấy lại được đà tiến. Theo nhận định của phương Tây, khu vực Bakhmut có ý nghĩa lớn về mặt biểu tượng. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã huy động lực lượng quân đội lớn và triển khai nhiều thiết bị quân sự tinh vi tại Bakhmut. Ông Zelensky cho rằng nếu việc bảo vệ thị trấn Bakhmut không thành công, sẽ tạo thành một hiệu ứng tương tự đối với khu vực khác của Ukraine. Theo đánh giá của tình báo Anh, trong những ngày gần đây, Nga đã chiếm giữ bờ phía tây của con sông cắt ngang thị trấn Bakhmut. Bên cạnh đó, Nga cũng gây nhiều áp lực lên tuyến đường quan trọng đối với lực lượng Ukraine, vốn là điểm tựa để Kiev bảo vệ khu vực phía đông. Ngoài ra, Moscow có khả năng đã triển khai lực lượng đổ bộ đường không nhằm củng cố thế mạnh, đồng thời nỗ lực sử dụng pháo binh hiệu quả để hỗ trợ tiền tuyến. Giới quan sát nhận định, việc quân đội Nga kết hợp hiệu quả đối với lực lượng lính đánh thuê Wagner được xem là một trong những rào cản khó khăn nhất đối với Ukraine trong thời điểm hiện tại.